Lochland chuẩn bị cập bến Zenith với giá 12 triệu euro. Mối lương duyên 6 năm với Liverpool của trung vệ đơn giản Lochland chuẩn bị kết thúc. Và điểm đếm tiếp theo của anh nhiều khả năng sẽ là Zenith Saint Petersburg. Lochland gia nhập Liverpool từ năm 2014, nhưng đến thời điểm hiện tại anh chỉ là lựa chọn thứ yếu ở vị trí trung vệ sau Van Dijk, Joe Gomez và Joe Matip. Mùa này Lochland mới ra sân 12 trận trên mọi đấu trường. Trận gần nhất cũng là từ tháng 2 khi The Leeds nhận thất bại đầu tiên ở Premier League. Lochland chia sẻ cảm nhận: "Đương nhiên đây không phải là giai đoạn hạnh phúc nhất của tôi khi phải thấy mình trên ghế dự bị, nhưng đó là quyết định của huấn luyện viên. Tôi tôn trọng điều đó và luôn là người nỗ lực 200% trên sân tập. Đây là một phần trong bóng đá. Nếu có thể thì nên cho cả 20 cầu thủ cùng ra sân trong một lúc, nhưng thực tế chỉ là 11 thôi. Ai đang có phong độ cao thì được lựa chọn và điều đó là công bằng nhất." Tuy nhiên, dù hiểu được vị thế của mình, Lochland vẫn nhiều lần để đạt nguyện vọng ra đi. Huấn luyện viên Jurgen Klopp quyết tâm giữ anh lại bất chấp mong muốn ngược lại của đại bộ phận người hâm mộ. Tháng 5 vừa qua, Zenit đã ngỏ ý với Lochland. Tuy nhiên, thái độ của đội bóng nước Nga lúc đó bị Liverpool đánh giá không thiện chí khi đưa ra mức giá quá thấp. Nhưng lần này Zenit đã trở lại với lời đề nghị 12 triệu euro cho Lochland. Truyền thông Anh khẳng định cuộc đàm phán đang tiến triển thuận lợi. Thương vụ này nhiều khả năng sẽ được thông qua sau khi Liverpool tham dự trận đấu cuối cùng của mùa giải trước Newcastle vào ngày Chủ nhật này. Sané lỡ mồm xác nhận Kai Havertz chuyển tới Chelsea. Fan Chelsea chưa bao giờ thích Leroy Sané trong áo Man City, nhưng anh chuyển sang Bayern Munich thì câu chuyện hoàn toàn khác. The Blue nhiều khả năng đã chốt xong hợp đồng với Kai Havertz thông qua lời tiết lộ của Sané. Trong thế giới bóng đá chuyên nghiệp, việc xác nhận hợp đồng là chuyện của những người trong cuộc và các thành phần bên ngoài đều không được phép. Tuy nhiên, đôi khi cũng có những giây phút lờ đễnh như kiểu của Sané. Chuyện là Kai Havertz đang được nhiều ông lớn tại Bayern Munich theo đuổi. Tài năng thuộc biên chế Bayern Munich cũng bày tỏ nguyện vọng muốn được ra đi để chinh phục những thử thách lớn hơn. Chelsea hiện đang dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của Havertz. Phía sau còn có Bayern Munich, đội bóng chủ quản của Sané. Cách đây không lâu, một trong những cầu thủ tấn công xuất sắc khác của Bundesliga là Timo Werner cũng đã cập bến Chelsea, khiến truyền thông Đức có nhiều thắc mắc với Sané, người đã đi ngược trào lưu để trở lại Bundesliga thi đấu. Trước câu hỏi tại sao các cầu thủ ở Đức lại được những đội bóng ở Premier League săn đón nhiều như thế, với Werner đã đến Chelsea, còn Havertz thì đã rất gần, Sané trả lời: "Tại nước Đức luôn có những cầu thủ rất chất lượng. Năm nay là Werner và Havertz, tôi nghĩ Chelsea đã làm được rồi." Sau khi biết mình đã nói hớ, Sané liền không trả lời những câu hỏi khác về Havertz. Tuy nhiên, chỉ cần như vậy thôi đã khiến fan The Blue khấp khởi. Sané và Havertz là đồng đội khá thân tại đội tuyển Đức, đồng thời cũng là những người bạn ngoài đời. Chính vì thế, những tiết lộ từ Sané có trọng lượng lớn. Về phần Chelsea, nếu những gì Sané nói là chính xác thì họ quả đã có một kỳ chuyển nhượng vô cùng bận rộn. Sau khi chiêu mộ xong Werner và Ziyech với tổng giá trị lên tới 90 triệu bảng, The Blue nhiều khả năng phải bỏ ra một số tiền lớn tương tự cho Havertz, trong đó 63 triệu bảng trả trước cho Leverkusen, kèm theo biến phí sẽ đi theo sau. MU tự tin giành được sao trẻ ghi tới 600 bàn thắng cho Man City. Ban lãnh đạo Manchester United vừa nhận được một thông tin rất vui, đó là tiền đạo trẻ Charlie McNeil đã từ chối ký hợp đồng chuyên nghiệp với Man City. Đây là cơ sở để ban lãnh đạo Quỷ Đỏ có thể tự tin vào khả năng họ sẽ giành được sự vụ của McNeil. McNeil mới 16 tuổi mà đã gắn mốc ghi 600 bàn thắng cho đội trẻ Man City. Phải đến tháng 9 tới anh mới tổ chức sinh nhật thứ 17. Hiện giờ ban lãnh đạo MU và Man City đang đàm phán về mức phí đào tạo của McNeil. Theo tờ Daily Mail, để giành được viên ngọc quý của Man City, MU có thể phải chi ra số tiền lên tới 7 con số. McNeil đầu quân cho Man City cách đây 6 năm. Mới đây cầu thủ triển vọng này đã có cơ hội đá chính cho đội U18 của The City. Ngoài MU, trong danh sách những đội bóng theo đuổi McNeil còn có cả Wolverhampton và câu lạc bộ mới giành quyền lên hàng ở Premier League là Leeds United. Đáng chú ý, hồi tháng trước, McNeil đã nói bóng gió về việc anh đang muốn rời Man City để tìm kiếm thử thách ở bên đồ mới. Trên trang Twitter, mục tiêu của MU chia sẻ thông điệp rõ ràng: "Tôi vô cùng biết ơn Man City vì những gì đội bóng đã làm cho mình. Thật hạnh phúc khi được sát cánh với những cầu thủ tuyệt vời. Nhờ có Man City, tôi cũng có dịp làm quen với những người bạn tốt. Cảm ơn lãnh đạo đội bóng và những người đồng nghiệp đã giúp tôi hoàn thiện bản thân cả với tư cách con người bình thường lẫn cầu thủ. Xin được gửi tới tất cả những lời chúc tốt đẹp nhất", McNeil kết luận.
Barca giao bán 12 cầu thủ. Với 12 cầu thủ có thể ra đi, Barca hướng tới cuộc cải tổ mạnh mẽ. Đây là bước chuẩn bị để họ chiêu mộ Neymar hay Lautaro Martinez. Theo tờ Marca, 12 cầu thủ trong danh sách tình lý của Barca bao gồm Neto, Nelson Semedo, Samuel Umtiti, Junior Firpo, Ivan Rakitic, Arturo Vidal, Osame Dembele, Martin Ødegaard. Cùng với các cầu thủ Alena, Lafinha, Todibo và Philippe Coutinho trở về khi hết hạn hợp đồng cho mượn phải ra đi. Danh sách đặt lên bàn chuyển nhượng của Barca nhiều hơn cả đội hình ra sân. Đây là kế hoạch cải tổ quyết liệt bậc nhất trong lịch sử Barca. Ban lãnh đạo câu lạc bộ này quyết tâm thay đổi sau khi tuần mất danh hiệu La Liga mùa giải 2019-2020 và tai đại kình địch Real Madrid. Thủ môn Neto và Ødegaard mới cập bến Barca, song họ không thể cạnh tranh vị trí ra sân. Semedo, Umtiti mất vị trí đá chính, trong khi Rakitic và Vida gặp vấn đề về tuổi tác. Với Dembele, tiền đạo này liên tục chấn thương và Barca không còn kiên nhẫn nữa. Nếu thanh lý cả 12 cầu thủ, Barca sẽ thu về một khoản tiền lớn, trong đó Coutinho và Dembele giúp Barca nhận lại ít nhất 150 triệu euro. Đội chủ sân Nou Camp còn dọn dẹp quỹ lương để sẵn sàng đón các thương vụ bom tấn vào mùa hè 2020. Theo Mundo Deportivo, Barca ưu tiên cho hai thương vụ Neymar và Lautaro Martinez để chiêu mộ cùng lúc hai ngôi sao. Barca sẽ trả không dưới 300 triệu euro. Không chỉ 12 cái tên được Marca kể ra, ngôi sao Antoine Griezmann cũng đối diện nguy cơ bật bãi của sân Nou Camp. Messi có thể gia nhập Inter, làm đại kình địch với Ronaldo. Tương lai của Messi tiếp tục là chủ đề được bàn tán sau động thái mới nhất của bố siêu sao người Argentina. Ông Jorgen Messi, bố của Lionel Messi, đã có mặt tại Milan để hoàn tất thủ tục chuyển đời sống tại khu vực của Italia. Báo chí Italia lập tức đồn đoán đây là bước đi đầu tiên trong việc chuyển tới Italia thi đấu của siêu sao người Argentina. Điểm đến của Messi được cho là Inter Milan, đại kình địch với Juventus của Ronaldo. Thuế chính là lý do lớn để Messi cân nhắc Italia làm điểm đến. Barca trả 60,3 triệu euro một mùa cho Messi, nhưng siêu sao người Argentina chỉ nhận lương 30,5 triệu euro một mùa tại Barca vì hệ thống thuế lên tới 49%. Theo tờ Sport News, những lao động mới chuyển tới Italia sau khi có 9 trong 10 năm gần nhất làm việc ở nước ngoài sẽ có quyền chỉ đóng thuế 100.000 euro một năm trong 15 năm kế tiếp. Với gia đình của Messi, con số này hạ xuống còn 25.000 euro một năm. Luật thuế mới này cũng áp dụng cho trường hợp của Ronaldo, người cũng nhận lương khoảng 30 triệu euro một năm tại Juventus. Ngoài vấn đề thuế, mâu thuẫn của Messi và lãnh đạo Barca cũng được xem là vấn đề khiến cuộc chia ly này có thể xảy ra. Barca vừa bị Real chốt ngôi vương tại La Liga. Messi tỏ ra tức giận khi nhấn mạnh với báo giới như sau: "Chúng tôi không kỳ vọng sẽ kết thúc theo cách như thế này. Những trận thua là hình ảnh tóm gọn trong cả mùa giải. Barca quá yếu, thất thường và không ổn định. Chúng tôi đã mất quá nhiều điểm. Nếu cứ tiếp tục chơi như thế này, chúng tôi sẽ không thể vô địch Champions League và thực tế là La Liga cũng không được. Champions League là đấu trường buộc phải thắng. Chúng tôi cần tự chắc mình và đừng nghĩ mình thất bại bởi đối thủ hay hơn." Cuối cùng Messi thừa nhận bản thân nổi giận vì thất bại ở La Liga mùa này. "Tất cả đều nổi điên và chúng tôi cũng vậy. Các cổ động viên mất hết kiên nhẫn bởi chúng tôi chẳng mang lại điều gì", Messi nhấn mạnh. Jordan Henderson giành giải cầu thủ hay nhất mùa của FVFA. Tiền vệ đội trưởng Jordan Henderson của Liverpool đã được bầu chọn là cầu thủ hay nhất mùa giải Premier League 2019-2020 do Hiệp hội các kênh viết bóng đá Anh FVFA bình chọn. Henderson đã có mùa giải đột phá và đóng vai trò vô cùng quan trọng trong chức vô địch Premier League 2019-2020 của Liverpool. Đây là lần đầu tiên sau 30 năm lưu ăn đỏ đăng quang tại giải đấu số 1 nước Anh. Chính vì thế, Henderson đã vượt qua những ứng viên nặng ký như Kevin Bruyne của Man City, Marcus Rashford của Manchester United, hai người đồng đội ở Liverpool, Van Dijk và Sadio Mane để nhận danh hiệu cao quý này. Henderson là một trong năm cầu thủ của Liverpool lọt vào danh sách bầu chọn cùng với Alisson, Van Dijk, Alexander Arnold và Sadio Mane. Tiền vệ người Anh có chiến thắng thuyết phục khi nhận được tới hơn 1/4 tổng số phiếu từ các kênh viết và nhà báo thể thao xứ sở sương mù. The Winner thứ hai, Rashford thứ ba, trong khi Alisson và Van Dijk hoàn thành những vị trí còn lại trong top 5. Chia sẻ sau khi nhận được giải thưởng, Henderson cho biết: "Tôi rất vui mừng khi nhận được giải thưởng này. Đây là một danh hiệu vinh dự nếu chúng ta nhìn vào những cầu thủ từng nhận giải của Liverpool như Steven Gerrard, Luis Suarez hay Mohamed Salah. Tuy nhiên tôi không thể giành được danh hiệu này nếu không có sự hỗ trợ của các đồng đội, bạn bè, người thân và các huấn luyện viên trong sự nghiệp của mình." Chủ tịch Hiệp hội FVFA
Calib Lao nhấn mạnh tố chất thủ lĩnh của Henderson là yếu tố quan trọng để anh thắng giải thưởng này. Các phiếu bầu từ FVFA dựa trên phẩm chất của Henderson, người luôn là hình mẫu để các đồng đội nhìn vào. Bên cạnh đó còn là các hoạt động ngoài xã hội khác của cầu thủ. Giải thưởng cầu thủ hay nhất năm của FVFA ra đời vào năm 1948 và được coi là một trong những danh hiệu cá nhân quan trọng nhất nước Anh.